Đây là nhà mình luôn hả chú? À, nhà luôn. Chú dẫn con vô thăm nhà được không? Được, vô dạ, mấy chú đi trước đi chú. Chết nhà luôn. Trời quen nghe con, quen nghe. Quen, đi đâu? Dạ. Quen con, quen, quen. Vô đi, vô đi. Quen nghe không? Được rồi, vô đi. Rắc, rắc không à? Rồi, vô đi, không xa đâu. Chú đi vô đi chứ. Quen nghe lâu. Bị đòn nghe, ba đập à. Đập nghe. Lâu. Quen á. Đi trước đi, đi trước. Nó có cắn không? Nó cắn không? Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang đi trên đường về Châu Đốc các bạn. Thì vô tình mình đi ngang qua đây thì mình được biết về một gia đình sống khá là lập dị các bạn. Lập dị ở chỗ là người chồng thì râu tóc bạc phơ, còn người vợ thì mới chỉ khoảng độ 30 tuổi, hơn 30 tuổi một chút xíu thôi bạn. Trong khi đó thì gia đình này sống có vẻ là cũng không được bình thường, bởi vì mình thấy căn nhà thì khá là nhiều rác, cũng như nuôi khá là nhiều chó các bạn. Nhìn cũng không được sạch cho lắm. Nhìn cả hai vợ chồng nhìn có vẻ là cũng không được bình thường nữa các bạn. Cho nên mình mới ghé lại để chia sẻ cũng như tiếp cận cái gia đình này cho mọi người cùng biết ha. Đấy, căn nhà gì mà toàn rác không các bạn. Con chào chú. Dạ, chào. Chú đang tính đi đâu á? Vợ con đi mặn nè rồi. Ngồi uống quán chờ. À, có nghĩa là chở vợ con đi mặn hả? Là mình nhà mình mặn cái gì chú? Mặn như mấy người bán bia mà bán quán nhậu đó. Ủa, là mình đi làm rồi người ta kêu đi rửa chén. À, cô thì rửa chén, chú thì đi chở đi. À, chở đi rồi xuống dưới chở con luôn, uống cà phê, đang mình chờ nó, rồi có ai điện, ăn cái đồ, đang mình chở, gì đó. À, mà bữa nay nó là ba bữa rồi. Có nghĩa ai kêu đồ là mình chở đúng không? Dạ, đúng rồi. Ôi, nhà mình, đây là cả nhà mình có ba người thôi cơ. Bốn người. Còn người nữa đâu chú? Với con, người vợ nó nằm trong nhà, đi học coi, chứ đi học coi. À, là một trai một gái. Ba gái một trai. Ba gái một trai. Ừ, là con nữa, một trai nữa là năm. À. Là như hai trai và ba gái đó. Hai trai ba gái. Dạ. Là chú cho con hỏi thăm chú tên gì được không? Tên Võ Hoàng Minh. Chú Minh. Dạ. Chú năm nay được bao nhiêu tuổi đấy ạ? 61. 61 tuổi. À. Còn cô nhìn có vẻ đó còn trẻ trẻ ha. Trẻ ơi. Nay mới 38 mà Tết 39 rồi. À. Chú là 60 61. 61 còn cô là 38, 38. 30. Dạ. Ở đây cũng là con đó đó rồi. Nó mới về nè này nè. À, 60 tuổi rồi mà là ở nó là nó học lớp 3 là như 7-8 tuổi rồi đó. Dạ dạ. Ồ, nhà mình nuôi có vẻ nhiều chó quá vậy. 6-7 con à? 6-7 con luôn rồi con. Dạ, như kêu có coi nhà nè, mình đi chạy khách nè, chở đồ này kia nọ đó thì rồi xong mình đi về. Dạ dạ dạ. Bữa nay nghe cái số điện cái chai của nhà mình luôn rồi. À, là như mình chạy đường xa đó làm lụm mà gom cũng khoảng chừng 1 năm 2 năm gì đó rồi. À, có giá mình đi bán là chở xe lô nhà đi bán gì đó. Gom mình bỏ xuống nhà đây đúng không? Rồi người ta thấy người ta tình ta thương mình khi điểm á, điểm có sắt này cái người ta cho mình chở. Dạ. Gì đó. Quá trời luôn ha. À. Sao mình không bán bớt để nhiều hả chú? Cỡ 2 năm mà nó chưa có giá nó sụp. À, có nghĩa mình chờ giá nó lên mình mới bán đúng không? Bởi mình nhờ chỗ này nó rộng nè, nó đỡ đó. Dạ dạ dạ. Đây là nhà mình luôn hả chú? À, nhà luôn. Chú dẫn con vô thăm nhà được không? Được, vô dạ, mấy chú chó. Đi trước đi chú. Dạ. Chết nhà luôn. Trời quen nghe con, quen nghe. Quen, đi đâu? Dạ. Quen con, quen, quen. Vô đi, vô đi. Quen nghe không? Có cắn không chú? Được rồi, vô đi. Rắc, rắc không hả? Rồi vô đi không xa đâu. À, chú đi vô đi chứ. Quen nghe lâu. Bị đòn nghe ba đập à. Đập nghe. Lâu. Cô quen đi trước đi cô. Chị đi trước đi, đi trước đi trước. Nó có cắn không? Nó cắn không? Ồ. Nghe này coi. Vậy là đây là cũng là con luôn. Hả? Rồi về nè, đứng chở về nè, có gì không? Có mà bữa nay hả gì? Bữa nay nè. Rồi đây đây vậy đi, chút nữa xuống. Ờ vậy đi. Nhà mình đang nấu cơm hay làm gì chú? Ra đường nấu nước súp cho nhỏ con ăn nè. À, trong nhà có điện không chú? Có. À, chú bật giùm con cái. Mới có 10 giờ, 11 giờ à. Vậy là bé lớn đây à chú? À, lớn hết á.
À, bé lớn là bao nhiêu tuổi rồi chú? 14 rồi. 14? Dạ. Rồi bé kia bao nhiêu cơ? Bé kia là học lớp 6 là nó như 12, 11 vậy á. À, 12, 11. Mình ngồi vào đi cho con vào tí được không? Dạ, được, được. Cho con đi ngang qua đây cái nha. Ừ. Ngắm ngồi lên luôn đi, lên luôn đi. Lên niệm luôn đi, không sao đâu. Để con ngồi qua bên đây này. Nhắm vậy. Bước bé ngồi đi, con ngồi đi. Đây nè, con ngồi đây chó. Chó ngồi đây nè. Đi vô đi, vô đây nè. Dạ. Nay gặp cả nhà ở nhà luôn. À, cả nhà đó là con nó còn đi mặn ở dưới á. Con bé, thằng trai. Đâu rồi? Hả? Còn một bé nữa rồi. Con Hồng đâu? Hồng ơi. Hồng. Vậy là cả nhà mình là tối ngủ ở đây hết rồi. Dạ. Nè, à, gom là con ngủ nhiều nè. Dạ. Nó. Dạ, con nghĩ là ngủ ở đó và ngủ ở đây. Ờ. Hai chồng ngủ đây với thằng Út, nhớ Út. Dạ. Còn như ba chị em nó ngủ trên này. Dạ dạ. Rồi như ở xóm nó thấy ai thương mình, con đông á cho đồ này kia nọ mặc vậy đó, chứ mình đâu có tiền bạc đâu. Vậy là sánh. Là chú có 4 người con. Dạ, 4 người con. Rồi chú cho con hỏi thăm một chút là cô chú là lấy nhau lâu chưa? Hả? Cô chú là gặp nhau lấy nhau lâu chưa? Lấy này nữa, Tết này nó là 19 năm rồi đó. 19 năm rồi. Ờ, bà già tôi chết 2006, tính đi phải không? 19 năm rồi. À, 19 năm. Là bà già tôi chết à, bác kêu đi cưới vợ liền là Hạ Nguyệt rồi về cho bà hay đó. Bà biết là mình tin cho bà có vợ, cho con mình có vợ, đặng cho bà biết rằng nằm ở dưới nó yên ổn làm biết. Mình, con mình có vợ là mình vậy là nằm thấy khỏe rồi, là mình khỏi cần nghĩ trên con mình là sợ này kia nọ, là chạy xe lôi đó, không có ai lo lót trong quy định. Chứ ở đây là giật gặp anh em có gì định trơn rồi. À, phải là gần gần khu này là anh em nhà mình. Ờ, anh em không à, bỏ bà già mình nghỉ coi nhiều đó đó. Dạ, tôi con cũng, vào đây chú. Cũng gắng kiếm đây nè, lên đây con. Rồi tôi cũng gắng nghe lời cha mẹ, câu nói của bà chối đó, rằng là bà chết. Có nghĩa là lúc mà mẹ mình chăn chối á, là mới nói là con có gia đình để cho mẹ... Ờ, cho mẹ ăn biết, lo, khỏi lo nữa là con biết con có vợ là mẹ nằm yên ổn được rồi. À. Là khỏe tấm thân cho mẹ ăn chút. Dạ dạ. Rồi mấy bé có được đi học không chú? Có hai đứa này à. Hai đứa đi học, còn bé lớn không đi học à? Học không được, vì nó ngủ hoài, cô kêu cho nghỉ rồi biết sao giờ. Ngủ hoài là sao cô? Cứ như vô trường mà ngủ á. À, vô trường là không học được mà ngủ. Ờ, rồi cô mắng vốn để huynh mình. À. Rồi nói sao mà anh ở nhà có cho nó ngủ mà sao mỗi lần vô trường là ngủ không à? À. Nói cái đó là cô phải dạy dỗ nó học trò. À. Chứ giờ cô mép ngoại huynh ba má nó cũng như không. Dạ, thì dạ. Ở trường học mình tôi đâu có biết được cái chuyện đó. Dạ dạ. Rồi nó bộ anh không cho nó ngủ gì, nó không trời con không cho ngủ sao được. Mà tại ý muốn của nó rồi. Mình phải cô mình phải đập la gầy cho nó, đặng cho nó thức, đặng mình dạy. Mà cổ không nói, cổ để cho ngủ luôn. Dạ. Nó từ chỗ đó cổ chờ đi huynh mình nó mét cha mẹ mình. Nó thành ra tôi nói là tùy cô. Bây giờ để tôi hỏi con tôi có y gì không, nó có. Chú ngày xưa chắc là nhìn đẹp trai lắm đúng không? Cái đó mình không hiểu vì tôi cánh sống cái cảnh là đi học vừa về vừa mang nhưng mang quà viết là nằm xe lôi này nay nữa là 45 năm rồi đó. Là chú làm mà sao 45 năm rồi? Ờ, xe lôi đạp đó. Cho chưa được gắn xe máy nữa. À. Là cái sức lao động mình còn sức khỏe đó. Vậy là 40 mấy năm nay là chú đạp không? Chú đi xe lôi. Ờ, đạp à, vừa nhưng... chạy khách mà vừa chở đồ luôn, bây giờ mình chở mối không à. Nhưng làm sao mà chú gặp được được cô? Gặp là xuống dưới là nhỏ em Su Gia là Mai. À. Chứ đúng ra lúc đó mình là hứa cha mẹ mình là kêu cho có vợ lo cho bà. Bà nói ta không cho mày có vợ nữa, mày ở gì hoài mẹ hoài. Dạ. Bị ta bị mấy thằng rồi, tôi nói là tì má. Má lo cho con á, thì con dạy vợ đang cho má nhờ dâu. Dạ. Lo cơm nước quần áo cho má vợ. Ý má muốn bắt con ở vậy luôn. À. Thì mẹ mình mà bị mình thấy tình trạng anh em mình vậy rồi, mẹ mình nói vậy nữa mình đâu cãi được đâu. Con thấy trong nhà nó quá trời quần áo này ở đâu mà nhiều chứ chú? Thì ở xóm á. Xóm người ta cho hả? À, mình không nhận cũng có kỳ. À, có nghĩa là quần áo này là người ta cho, bắt đầu mẹ để ở nhà đây. À. Rồi mình có công xe nè, mình chở vậy đó. Vậy là... Chú là 61, còn cô là đi hơn 30. 38, tết này nó 39 rồi. À, nhưng mà chú sao mà kiếm được cô trẻ chứ vậy? Trẻ là lúc đó nó bị người ta hại là tôi coi nhỏ kia một đời rồi nó không có thương. Cha mẹ đòi lễ, đủ lễ. Còn con nhỏ này là nhỏ em Su Gia tôi làm Mai. Là biết Su Gia nhỏ em tôi là biết trên này là cha mẹ tôi chết đó. Là chăn chó nhẹ nhẹ mới nói với má nhỏ này. Dạ, dạ. Giờ má nhỏ này á, nó mới nghe cái lời bà này có y vậy không? Dạ, dạ. Đó. Nói tôi có Su Gia có con anh trên này nè, bà già nó mắc chăn chó chết rồi nữa ở độc thân. Dạ. Bây giờ nó muốn kiếm có người đôi bạn, ăn lo sự sống vợ chồng nó hạnh phúc phải không? Dạ. Cho má nó chết nằm mới yên. Dạ. Đó, bà mới nói kết luận má của vợ tôi nè, mới nói vậy thôi mà dẫn nó xuống đi. Dạ. Nó mới dẫn xuống mới coi kết quả này kia nữa, lúc đó dẫn xuống tôi mới 46 tuổi à. Vậy là bốn cưới nhau 19 năm là được 4 đứa con. À. Con lớn là 14 tuổi.
14 tuổi, còn đúng rồi. Con nhỏ là mười mấy con? 5 tuổi. 12. 12. À, đẻ cũng... Út hết 5 tuổi nè, ngày 7 tuổi rồi. À, đẻ cũng mắn thế đó nhờ. Ôi, quần áo con thấy quá trời luôn. À, vậy đó. Chưa có dẹp. Chưa dẹp. À, chưa có dẹp hả? À, rồi còn cái gian nhà trong kia có bỏ nhiều quần áo không? Đồ không à. À. Bỏ thành ra là ngủ vợ chồng đây ở ngoài trước này không? À, có nghĩa là gia đình mình sinh hoạt ở đường trước thôi. À, chứ không còn, có ra đường sau. À, còn trong chủ thờ của Liên Quan là tàn là chứa đồ quá. À. Chứ anh tính thì người ta cho mình không dặn người ta nói mình sao? Dạ dạ. Thôi mình cũng ráng ôm bụng mà lấy chứ sao giờ. Cái nào mình xài được thì xài. Còn xài không được thì làm được dễ mình chùi lao này chứ nữa. Là ngủ hết tất cả ở ngay cái bếp này luôn. Dạ, đúng rồi. Nấu ăn đây mình không dọn cái cháy nhà. Ngay đây luôn. Không. Về á là sắp xếp vợ chồng á là cho con nấu mình tập cho nó quen chứ à. Không có dám mà vợ chồng đi mần để cho con tự à, có nghĩa làm. Là khi nào mà có cha mẹ ở nhà thì mới nấu. À, đúng rồi. Còn không có cha mẹ ở nhà là không cho nấu. Đó, mình sợ con á rồi nó nghe lời nó không biết đừng nấu rồi cái nghe rủ ghen ở sớm cái kêu chơi cái là bỏ ngang. Dạ dạ. Mình sợ nó bắt tử. Nó... Quá trời quần áo thứ mà treo ở đây như... nấu xong nó cháy nhà chứ. Bởi vì sống quen rồi là mấy chục năm nay rồi. Là anh sống như vậy là bao nhiêu năm rồi? Sống qua đây là cái 30 năm có rồi. 30 năm sống như vậy rồi. Còn ở bển ở đất mướn người ta là cái như ở đợ đó. À. Là người ta kêu gì mình mặn đấy là ở cho cha mẹ có chỗ ở đó rồi sau này mình chạy mười mấy năm sau này mới mua đây. Dạ dạ. Mua đây ở xem là 20 năm tính ra gần 30 năm nay rồi. Rồi chú dẫn con vào trong này được không? Trong cái nhà trong này được không? Chú dẫn con vào trong nhà được không? Vô được. Vô đường này nè. Chú dẫn con vô được không? Ừ. À, xem cái nhà bên trong này xem có những cái gì trong này. Cả gia đình là sống ở đây này. Cũng đồ lặt vặt vậy đó. Ôi giời. Đi mà dẫm lên quần áo luôn. Thì đó. Để xem mà trong cái căn nhà này có cái gì trong này. Trong này cũng chất quần áo à. Thì đủ môn hết trơn. À. Cũng như mình nói ra chung cũng như môn phế liệu vậy đó. À. Đó. Thì kệ mình nghĩ đi mình để dành mà. Có nhắm xài được thì xài gì đó. Dạ dạ. Chứ bây giờ mình cũng hết biết nghĩ rồi sao. Trong này có ai ngủ không chú? Có, lâu lâu nhỏ con nó về á. À, là còn một đứa nữa hả? Thì thằng con vợ tôi riêng. À, con riêng của vợ. Là bị nó đi mằng kéo cá mùa nước là nó bị hại 16 tuổi. Nó con được 5 tuổi rồi sau này nhỏ em sư gia tôi làm mai á. Dạ dạ. À, tôi coi là tôi 46 tuổi. À. Nó. Phải chú 46 tuổi mới lấy vợ. Ừ, mới lấy xương nó. Lúc con nhỏ kia trước nó có vợ nhỏ. À. Rồi nó bà già nó đòi lễ quá tôi đâu chịu. À. Bởi mình không có đủ lễ. Dạ dạ. Rồi nhỏ này mình nói đâu ra đó là cha mẹ ta mới chịu mới nói nó. Dạ, nó dạ. Chịu thì cho ta tới là như tuyên bố. Con thấy quần áo quá trời luôn. Ờ thì vậy đó, thấy tội nghiệp lắm ơi. Bởi vì nói ra thì người ta thương mình có nhiều đó. Nói chung là có bao nhiêu quần áo là ở đâu là gom hết về thì đây. Thì bởi vì cái tánh của mình không có ăn đi chơi nữa. Mà hồi nào giờ luôn, từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ, không có dạ. Khi nào mà tôi mà bước ra hỏi đi chơi anh em sớm biển chứ có. Nè quần áo là chất từ trong ra ngoài luôn. Ờ, trong ra ngoài vô bọc. Tôi nói viết nghe tôi cũng quải luôn mà mình nghĩ mình không nhận cũng coi kỳ. À có nghĩa là người ta cho nha. À rồi khi người ta có xiên cái người ta chạy xe Honda ta chở lên nữa. À đây là quần áo này. Bị tôi kẹt cái đồ á. Ờ. Treo thì treo cũng như treo đủ hết trơn vậy đó. À. Nói chung chỗ nào xếp được là xếp thôi đúng không? À đúng rồi. Thì mình sống cái cảnh mình nghĩ vậy đi cho người ta thương. Dạ dạ. Chứ bây giờ mình biết sao giờ. Bây giờ mình chăn trói mà người ta cho mình không lấy á thì người ta đối xử mình cũng coi kỳ quá đi. Dạ dạ. Rồi biết cô chú mình... đi làm vậy thì có đủ để sống để nuôi con không? Nó sống không đủ thì nó lai gai, nó ngay ra sống ngày nào hay ngày nấy rồi tới gầm mình xin gạo á như là ba bữa nay không có đồng nào. Ba bữa nay không có đồng nào. Ừ, ba bữa mối không có. Dạ. Rồi khi nhận con hai đứa đi học mà không có tiền nó cũng dán đi học. Dạ. Nó chừng nào có ba có trả đồ thì ba cho nhồi lợi. À. Đó, cũng cha con cũng có hợp gì đó. Nhưng mà thì... chú thấy là ví dụ như mình lớn tuổi rồi nhưng mà con nó còn nhỏ thì có thấy khổ không? Không. Không. Bởi vì tôi biết cái cảnh của mình đã vậy rồi. À. Sống cái đời của bà già mình nó qua một đời rồi. À. Tới đời vợ con này mình còn sức khỏe chờ phạt ông bà ngó mình được hạnh phúc gì thì mình cũng gắng cố gắng lo cho sao con mình này. Đồ ăn này là người ta cho ở đâu mà nhiều với chú? À người ta cho. Là cái này là người ta cho hả? Ừ. Như cho cũng đủ hết trơn, như cái nào người ta sử dụng được ta cho mình xài. À. Được thì xài vậy đó. Dạ dạ. Mới phải là nhà hơi nhiều đồ thôi. À nhà hơi nhiều đồ đúng rồi. Thế chắc là cái gì hả chị? Ý, vợ tôi à, chưa có dẹp đúng không? Bị mình mắc lo màng hoài không có thời gian. Có nghĩa mình lo đi làm quá, lo kiếm cơm quá đúng không? Đặng mình sẽ chở cho sống hàng ngày mình nè, vợ con nè. Dạ dạ. Thì mình không có trách vô đó được. Còn ở ngoài những người ngoài thì ta dòm ta nói tại người ta. Có nghĩa là mình thông cảm cho vợ đúng không? Bởi vì mình biết vợ mình là nó
nó đi làm tối ngày, nó không có thời gian để nó dẹp. Đúng rồi, chứ không phải mình nghĩ mà người ta nói tiếng nói là mình như gì, mình không phải tranh đua mà ăn dọn với ta như gì đâu, đúng không? Dạ, không? Dạ. Không có được, vì người ta khác nhau, mình cũng khác nhau. Thế nên mình thương vợ, cho nên mình hiểu cho vợ, đúng không? Ừ. Vợ cũng đi làm bận quá, không có thời gian để dọn dẹp. Đúng rồi. Chó là nuôi đến 7-8 con luôn. À, 7-8 con vậy, nấu vậy đó, cái rồi cho nó ăn. À. Mình ăn rồi xong cái cho, còn dư cái cho nó ăn. Cũng như thường thường mình nấu hai chồng mấy đứa con nấu cỡ 5 lon. Dạ dạ. Trời. 5 lon cái mình ăn đâu có nhiều đâu, còn như cái cho nó ăn. Có chỉ sợ là giống như mình nấu ở đây là cháy nhà này, nguy hiểm này. Thì cũng ta nói hoài, bị gì mình kinh nghiệm mình biết, mình sống hoài mình biết. Dạ. Mấy cho đúng ra người ta nói thì cũng có lý thiệt. Dạ dạ. Mà ý muốn của mình là trong bản thân gia đình mình dẹp sắp xếp được, mình làm được. Dạ dạ. Còn cái chuyện người ta nói là đón là lúc là cháy nhà là bắt tử là như gì nè. Ý là sao khi mình mày giao con người ta là mình không có canh chừng chùm. Dạ. Rồi mình trực chiến đi là con mình sơ hở chỗ đó mới dớt cái lửa đốt mới cháy là cái đó. Ý là sao cháy nhà rồi ảnh hưởng mấy đứa nhỏ này nè. Cho tôi sống là nay là vợ tôi nay là 19 năm á, tôi cũng tự nhiên về là có vợ chồng với là mới cho con làm. À. Cho nó không dám bắt ngang làm ăn đâu. Có nghĩa là khi nào mà có bố mẹ ở nhà thì mới cho con ăn. À đúng rồi. Nấu. Đặng mình trực tiếp nó. Dạ dạ. Là nó không dám đi chơi, không ai dám ngủ ghen. Dạ dạ. Này mà dọn cái nhà này chắc không phải mấy ngày, nếu mà có dọn nó phải dọn mấy ngày. À, có dọn thì cứ như đem ra đổ, đem ra như là đốt bỏ thôi. Còn xung quanh nhà nó còn nhiều lắm. Ừ. Ghe chai rồi xung quanh nhà ghe chai mà tới chừng mà có giá rồi dọn chừng 2 ngày là bán cái một hết trơn. Nói chung là nó chất phế liệu là từ dưới đất lên đến nóc nhà luôn. Cái đó thường thường cũng như mình chắc gần cũng như người ta mua phế liệu chứa vậy đó. À. Đó, giống như là mình còn hơn cái bãi bê phế liệu nữa. Mà mình nghĩ vậy nó cũng được đi, tại vì mình cũng như kiếm dồn vô. Dạ dạ. Chứ mình bán những cái một thì hết, chờ mình đi lượm từ chai á, chở đồ về lượm từ chai thì bán liền á thì nó không có tiện nhiều. Vậy là cô là đi rửa chén. À. Còn bé lớn làm gì cô? Chú. Nó ở nhà coi chừng canh em đó. À bé lớn ở nhà coi em. Coi hai bé này đi học. À. Vậy là nhà này tính ra là 2 4 6 7 người à? 7 người. 7 người tổng thể ở trong cái nhà này. Dạ. À, chỗ này là 2 4 6 người là ngủ ở. Phải mà anh lên chớp chớp thằng trai nó còn đây nè, nó mới về với ngoại nó rồi. Sợ người ta kêu đi mặn này kia nọ đó. Dạ dạ dạ. Mất công nó về không kịp. Dạ dạ. Là mấy đứa ở nhà có được ăn no không? Dạ có. À có được ăn cơm đầy đủ không? Đủ. À có thịt cá ăn không? Dạ có. À thì bé dễ thương ha, bé nào cũng dễ thương ha. Nói mặn tiếp quán khi người ta cũng cho đồ dư, ta cũng điện đem về. Có nghĩa là ở các cái quán đó người ta bán còn dư là người ta điện người ta cho hả? À điện. Ta thấy hoàn cảnh vợ chồng nó ta biết. Dạ dạ dạ. Chứ người ta không dám bỏ phí sợ tội. Dạ dạ. Cái nào nhắm ta nó còn ăn được á, ta mới điện cho mình. Dạ dạ. Còn là nhắm ăn được ta đổ vô thùng cho heo này kia nọ ăn đó, mà ta cũng biết ý lắm. Như thu nhập của gia đình mình là một ngày được khoảng bao nhiêu chú? Cái đó mình không biết tùy được, khi ba bữa là không có thu nhập được đồng nào. Có nghĩa là ba ngày nay là không có được nào. Ờ đó. Mình phải chịu thôi. Sao mình không gom ve chai mình bán chú? Vì bán là tôi nói anh là nó chưa có giá, thành ra mình cũng chưa quyết định bán được. Nhưng mà chú dồn được bao nhiêu năm rồi? Dồn này là cũng gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Ừ. Mà nó chất từ dưới đất lên mái nhà vậy hả? Ừ, nó chắc y vậy đó. À. Mà cũng đi về, cũng chạy chở đồ về, cũng kiếm ra da vậy đó. Dạ, dạ. Cứ đi là người ta cho lại mang về là ném ở nhà thôi. Dạ. Khi mình lụm dục đường có, khi người ta biết mình vậy đó, hoàn cảnh mình gia đình con đông vậy đó, với chở đồ với cái người ta kêu. Quần áo á. Ta chứa cái người ta cho người ta kêu. Mình có xe lôi này, cái là chợ ghé nhà chợ vậy dạ, đó. Dạ, ta dạ. Biết cái cảnh số mình. Dạ dạ. Đó. Ồ thấy cũng hoành tráng quá, nhà quá trời đồ luôn. Ờ. Tôi thấy anh nào cũng vậy trơn, anh quay anh cũng nói trong nhận không ai gia đình như mình. Tôi nói thì mình phải chịu bó tay cho ổng thôi chứ sao giờ. À. Mình phải quay cho ảnh, đặng cho anh ta cứ biết gì anh ta dòm hoàn cảnh đặng giúp vợ chồng cho ảnh. Dạ. Đó. Thì anh này là sao chót hết á. Dạ dạ. Chứ cũng nhiều người quay rồi. Dạ. Thì cũng nhiều người quay chắc cũng có giới thiệu anh mới lại đây chứ anh đâu có biết, bởi tôi nói ai điện gọi giờ. Vậy là lúc trước là người vợ chú có một người vợ trước rồi? Không có, từ nào giờ luôn. Ủa là giờ chú là cô này là vợ thứ mấy? Vợ đầu tiên. Vợ đầu tiên. Sao con nghe nói là có một người vợ trước nữa? Bị, không có. Có vẻ còn là cái người con mà đi làm đó là con vợ tôi nè. À là cô đây. Ừ, là cổ ở đi mằn mười thê mằn mướn cha trong gia đình mẹ cổ đó. Dạ. Rồi ở sớm á mới kêu đi mằn đánh mùa nước cá nè. À. Rồi mới hại nó. À vậy là có nghĩa là cô này ngày xưa đi làm. À chứ không phải là tôi. Đi làm xong bắt đầu tôi mới thấy gì tôi coi tôi mới vớt mẹ phải vớt con luôn, bị hoàn cảnh
ai cũng nghèo hết trơn, dạ. Nghèo bụp bẹn, nghèo mình bao bọc nhau luôn. Dạ, dạ. Mình ý bà vợ mình là đương điểm mà, khi dạ. Có khi không, còn mình dạ. Sẽ lo khi ngày có ngày không. Dạ, cũng dạ, cảnh dạ. Hoàn khổ nhau không à. Dạ, dạ. Rồi chấp nhận người ta cho mình tới thì mình tới, thì thương mẹ phải về con. À. Nó phải bế con nuôi luôn. Có nghĩa là lúc trước là cô đi làm xong rồi bị người ta hãm hại. À. Xong mới có một đứa con riêng. Đúng rồi. Rồi về sau gặp chú mới đẻ ra bốn đứa bé này. À là tôi gặp tôi thương nó là nó chấp nhận nó cho mình tới, mình tới thương nó là được bốn đứa sau này. Cái này người ta cho lâu chưa mà đó. Đó ta cho mới cho đó. À mới cho. Ừ. Mới cho là treo vậy là con nó thèm cái nó nướng cái nó ăn. À, nó nướng nó đói. Ừ nó đói nó quất vậy đó. Thì cũng hoàn cảnh ta thương gì không mà ta biết mình. Dạ dạ. Ô dạ. Chứ người ta dễ gì, chứ người ta không biết hả, dễ gì người ta cho mình được. Dạ dạ. Thì nghĩ quen rồi, người ta hiểu người ta cho thì mình cứ nhận đi, kệ. Thì mình cũng có chó nè, nhắm mình còn ăn được, ăn thì ta cũng nói nữa, người ta cho người ta cũng nói nữa, ta nói cái này còn ăn được. Dạ. À, ăn được thì lấy. Có nghĩa là người ta nói là ăn được ấy, lấy, à, được, lấy được thì là người ta thấy vào hoàn cảnh gia đình mình con đông đó. Dạ. Rồi như vậy về cho mấy em mấy cháu nó ăn đi, ờ dạ, vậy dạ. Đi. Chúng là con đông thì có vẻ cũng hơi vất vả chú ha. Thì đó thì dạ. Mình tôi nói ngay ra thì mình nắm mình hiểu rồi. Nhưng mà về sau nó lớn lên thì cũng đỡ ha chú ha. Đỡ thì cái số mình cũng biết nhờ không là chưa phần chưa biết được, bởi vì cái số đó là mình ngày lớn ngày già rồi. Chưa biết là mình có nhờ được hay không. À là biết nhờ không là hạnh phúc của mình không biết còn sống được không đó. Có phước con rồi đó. À không biết còn sống được không? Sống được thì tới tuổi con mình nhờ được thì dạ. Mình nhờ được hạnh phúc. Dạ dạ. Còn không được thì con mình nhờ được thì mình mắc rồi thì tuổi con mình nó tuổi mình. À. Cha mình đã già rồi lo mình tất cả này mà tuổi mà không lo được trả cho cha. Sao là lo mày mà ví dụ như con cái nó chưa trưởng thành nhưng mà mình đã yếu rồi. Thì đó. Thì sao con mình tuổi thân mình á. Dạ, tuổi dạ. Chưa được trả cho cha mẹ rồi mà chắc vợ tôi thì được. À vợ thì được bởi vì vợ nó còn nhỏ. Bị tôi lớn tới hai giáp lận. À. Tôi lại quay chắc phải ông bà trời phạt ngó thì cái số tôi mạnh giỏi hoài á. À. Thì còn nhờ con. Là cái đó nó còn trả ơn cho mình được. Vậy là giống như là chú lấy được vợ trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. À. Tao cũng giỏi đấy chứ. Trời ơi. Tôi nói anh thiệt nha, màn chuyên nghiệp này, cái nghề xe lôi này là quen luôn rồi. À. Tôi không giờ gớ chơi bạn bè anh em nữa chứ. Bởi vì cái sự sống của tôi là lao động là nó sức khỏe đầy đủ luôn. Chứ tôi mà phải mà cầm xe lôi này chơi anh em chết đâu tám đời dương sẽ chưa có vợ nữa. À, có nghĩa là do mình cũng tu tâm để mình làm ăn. Ờ, tu tâm với mình không có chơi bạn bè nhậu nhẹt đó. Dạ dạ. Mấy người xe lôi này nhậu đi chứ. Dạ dạ. Đồng hướng tôi đi chứ. Dạ. À, thôi thì hôm nay con tới thăm chia sẻ với gia đình ha. Dạ. Yeah. Tại thấy nó nhiều đồ quá chắc cũng phải dọn dẹp bớt đi cho nó sạch sẽ. Dạ dạ. À. Thì từ từ đó, cái gì cũng vậy mình cũng phải dọn dẹp đó. Bởi vì. Dạ, dạ. Chứ mình để vậy ví dụ như thế là lo may ví dụ như con cái ở nhà nó nấu nướng mà không may mà củi nước nó đi ra ngoài á. Dạ đúng rồi. Nó cháy nhà một cái thì cũng nguy hiểm ha. À. Dạ. Thôi thì hôm nay con cũng tới thăm cũng như có tí quà biếu cho gia đình ha. Dạ. Dạ. Bây giờ con thay mặt một mạnh thường quân bên Mỹ biếu cho gia đình 1 triệu. Dạ. Để gọi là. À, có tiền để mua cơ đồ ăn cho các bé ha. Dạ, đang săn chắc mấy đứa con đó, bé đang cho nó có chắc đồ ăn dạ. Là nó có dinh dưỡng. Cái tiền này là của một mạnh thường quân ở bên Mỹ gửi biếu chú ha. Dạ, như dạ. Vậy là tôi cũng rất là cảm ơn mạnh thường quân vì là giúp đỡ cho tôi vợ chồng như là cũng được hạnh phúc, như là cũng có cái tấm lòng phước đức vậy là cũng dạ, may dạ. Mắn rồi. Dạ, nói chung là mình dọn dẹp đi cho nó sạch bớt đi cho mấy chỗ mấy bé cho nó ngủ cho nó ngon dạ, lành. Dạ dạ. Thì cái đó người ta cũng nói hoài đó, bởi vì mình cũng từ từ mình cũng chuẩn bị à, lo từ từ á thì cũng phải à. Chứ mà để vậy ví dụ như thế là chuột này, bò này, rắn thì đó ở. Bởi anh biết tới giờ sống nay là ba mấy năm nay. Có khi nào mà bị rắn nó mò vào nhà chưa? Không có. Bị mình nghĩ sao mà người ta cũng đón như anh gì hoài đó. À. Ta nói sợ đây nó nguy hiểm cho con chú đó. À. Gắn bít này kia nữa mà công nhận làm như ở phải gặp phải sao. À. Thành ra cái số đó người ta đón cũng có thiệt. Dạ, dạ. Mà cái ý mình ở là nó biết rồi đó. Mà dạ. Không có là không có. Cái nào mình có mình nói là mình nói à. Dạ, còn dạ, không dạ. Có là mình nói không có là nó cho người ta hiểu thôi. Dạ, dạ, dạ. Rồi người ta mới biết là tin tưởng của mình là con người thật tình. Dạ, dạ. Mới nói là vậy. Chứ không phải có tới giờ người ta đâu đón tới mình tới đây là dạ. Đâu có thấy được con cháu mình. Bởi mình tình thiệt nó thiệt luôn. Dạ dạ dạ. Chứ đúng là ai không biết. Như vậy nè. Nó có hết trơn á. Dạ dạ. Mà tại mình không biết làm sao mình không hiểu nha. Dạ dạ. Thôi hôm nay con tới thăm gia đình nha. Dạ. Nếu có dịp thì con ghé con thăm sau nha. Dạ cho dạ. Cho lấy dạ. Cái này nha. Rồi dạ. Dạ dạ. Thôi chào cả nhà. Bye bye. Bye. Như các bạn nhìn thấy thì cái căn nhà của chú Minh này. Có nghĩa là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong là chỗ nào cũng rác, cũng như quần áo, thứ là bỏ gọi là khắp nơi hết các bạn. Trong khi đó thì gia đình thì có 4-5 đứa con này cũng đang còn nhỏ chứ không phải là lớn các bạn. Trong khi đó thì ve chai này, rồi tất cả những các cái ổ phế liệu cũng như gia đình mà đi ai cho về là bắt đầu lại gom về này. Đấy, chất đống ở xung quanh nhà. Nhìn khá là
lập dị luôn. Còn xung quanh cái căn nhà thì nhìn cũng không khác gì là một cái bãi phế liệu các bạn. Đây, phía bên này, này dưới gầm sàn nhà nữa, chưa nói ở trong nhà đâu, mà có nghĩa là ở bên ngoài gầm sàn nhà nữa vậy này. Cái sàn nhà là nó cao hơn so với mặt đất, nhưng mà chả hiểu sao thì chất phế liệu gọi là nói chung là nó ngập ở trong nhà luôn. Đó, đó, dưới gầm nhà này, đó, nhìn hết hồn luôn các bạn. Đó, đó, ve chai phế liệu này, còn chỗ này là cái chỗ mà để tắm này. Đó, trong khi đó thì gia đình vẫn cứ sống bình thường, không có gì hết. Thì hôm nay mình tới thăm gia đình chú các bạn, cũng chia sẻ một chút tấm lòng để gọi là nói chung là gia đình cũng hơi khó khăn đó các bạn, cho nên là giúp cho mấy bé có tí tiền mua đồ ăn. Và thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau. Mình ghê gớm luôn, thật không thể tin nổi.